không nằm ngoài dự đoán, Messi là chủ nhân của FIFA The Best 2022. Chiếc vô địch World Cup đã giúp cá nhân cầu thủ người Argentina thâu tóm các giải thưởng quan trọng nhất trong đêm gala FIFA The Best. Ở hạng mục cầu thủ nam hay nhất, quả bóng vàng World Cup 2022, Messi vượt qua hai đối thủ đẳng kín là Mbappe và Benzema. Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp Messi giành được danh hiệu này. Thành tích này giúp anh sánh ngang với Lewandowski và Ronaldo. Trong khi đó, ông Lionel Scaloni được vinh danh ở hạng mục huấn luyện viên hay nhất năm. Giải thủ môn hay nhất không nằm ngoài dự đoán đã thuộc về Emiliano Martinez, ngôi sao có màn trình diễn thăng hoa để giúp Argentina nâng cao chiếc vô địch World Cup. The Telegraph tiết lộ cả hai nhà đầu tư đều đặt giá 4 tỷ bảng để mua lại Manchester United. Con số này cao hơn giá trị giá cổ phiếu của Man United rơi vào khoảng 3,5 tỷ bảng, nhưng không bằng giá chào bán ít nhất 5 tỷ bảng của giới chủ Mỹ. Jack Jackson và Sir Jim Ratcliffe có tính đến việc sẽ gánh khoản nợ trị giá 680 triệu bảng, nhưng chưa thuyết phục được nhà Glazer. Nguồn tin khẳng định, các bên quan tâm phải tăng giá thầu nếu muốn trở thành chủ sở hữu mới của Man United. Dù vậy, cũng xuất hiện lo ngại cho rằng Glazer chỉ muốn nhận đầu tư và không sẵn sàng từ bỏ quyền kiểm soát đội bóng. Ngân hàng Grand Group ở Mỹ cố vấn cho nhà Glazer trong việc tìm đối tác mua lại Man United. Động thái này có thể thôi thúc Ratcliffe và Jack Jackson gia tăng lời đề nghị hỏi mua. Theo Manchester Evening News, Man United nhiều khả năng sẽ không trao huy chương vô địch Carabao Cup cho Ronaldo sau khi anh đã ra đi từ tháng 11. Thực tế, Ronaldo cũng chưa ra sân ở Carabao Cup mùa này. Theo quy định, đội vô địch sẽ được trao 30 huy chương, có thể sẽ nâng thêm nhưng cần phải có sự đồng ý của ban tổ chức. Man United có 28 cầu thủ đã chơi Carabao Cup. Cả 28 cầu thủ Man United kể trên đều sẽ được nhận huy chương. Hai huy chương còn lại do ban lãnh đạo Man United đưa ra quyết định cuối cùng. Trong khi đó, thủ môn Martin Dubravka vẫn sẽ được ban lãnh đạo Man United tri ân. Thủ thành người Slovakia thi đấu cho Quỷ Đỏ trong nửa đầu mùa giải dưới dạng cho mượn từ Newcastle. Anh đã kịp có hai lần bắt chính tại Carabao Cup trước khi trở lại Newcastle trong kỳ chủ nhiệm mùa đông. Mbappe cảm thấy vui mừng cho Sancho sau khi cầu thủ này cùng Man United vô địch Carabao Cup. Sau khi đăng quang chiếc vô địch, Sancho đăng tải hình ảnh ăn mừng cùng Rashford trên trang cá nhân với thông điệp: những nhà vô địch Carabao Cup. Bên dưới bài đăng, Mbappe nhắn nhủ: thật tuyệt vời khi nhìn thấy bạn nở nụ cười trở lại. Rashford cùng nhiều cầu thủ Man United khác cũng để lại bình luận chia vui với Sancho. Đáng chú ý, Mbappe là cầu thủ nổi tiếng hiếm hoi không thuộc biên chế Quỷ Đỏ gửi lời chúc mừng tới Sancho. Sancho trải qua quãng thời gian khó khăn và chỉ mới trở lại thi đấu cho Man United hồi tháng 1. Trong những trận gần đây, anh có rất nhiều đóng góp. Carabao Cup cũng là danh hiệu đầu tiên mà cầu thủ này có được trong mùa áo Man United. Trang chủ Barcelona xác nhận Lewandowski gặp chấn thương gân kheo và sẽ vắng mặt ở trận gặp Real Madrid tại cúp nhà vua. Vắng Lewandowski là thiệt thòi lớn của Barcelona trong trận cầu siêu kinh điển. Chân sút người Ba Lan là vua phá lưới của Barca ở mùa này với 25 bàn. Ngoài Lewandowski, Xavi cũng gặp khó khi vắng Pedri và Dembele cũng vì chấn thương. Khả năng trở lại của Lewy ở trận lượt về với Real Madrid vào ngày 6 tháng 4 vẫn còn bó ngỏ. Trong sự nghiệp, chân sút người Ba Lan đã có 10 lần chạm mặt với Real Madrid và ghi được 7 bàn. Lần gần nhất Barca gặp Real Madrid là tại siêu cúp Tây Ban Nha vào ngày 16 tháng 1. Đội bóng của Xavi đã thắng 3-1, trong đó có một pha lập công của Lewandowski. Philippe Troisier đã chính thức ra mắt truyền thông với tư cách huấn luyện viên đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Chỉ vài giờ sau buổi họp báo tại trụ sở VFF, huấn luyện viên người Pháp đã lập tức bắt tay vào công việc. Troisier đã gọi 41 cầu thủ lên đội U23 nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32. Theo đó, Công an Hà Nội là câu lạc bộ có số lượng cầu thủ đóng góp cho U23 Việt Nam nhiều nhất với 6 gương mặt. Tiếp theo là Hòa Bình, Hà Nội và Sông Lam, Nghệ An. Trong số 41 cầu thủ được gọi lên U23, có 26 cầu thủ thuộc các câu lạc bộ của V-League. Mục tiêu đầu tiên của tân huấn luyện viên người Pháp là giúp Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games. Giải đấu sẽ diễn ra vào tháng 5.